Tin bóng đá hôm nay, Neymar nổi loạn để về Barcelona. MU được khuyên nên mua Kanté vì Pogba. Gareth Bale chắc chắn ở lại với Real. Chốt thời gian Công Phượng ký hợp đồng câu lạc bộ của Bỉ. Tân huấn luyện viên Thái Lan ra mắt là những tin bóng đá chú ý được cập nhật trong ngày 3 tháng 7. Neymar nổi loạn để về Barcelona. Theo tờ Sport, Neymar đang gây áp lực lên Paris Saint-Germain để buộc đội bóng này phải bán anh trong hè 2019. Nguyện vọng của Neymar là được quay về đội bóng cũ Barcelona. Anh đã thông báo điều này tới ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain. Trong một diễn biến mới nhất, ngôi sao người Brazil đã đình công và không chịu hội quân cùng Paris Saint-Germain theo lịch dự kiến vào ngày 8 tháng 7 tới. Neymar đã từ chối tham dự luôn tour du đấu Trung Quốc của đội bóng nước Pháp và thay vào đó là tiếp tục ở lại quê nhà Brazil. Động thái của Neymar đã khiến đội chủ sân Công viên các Hoàng tử chán nản. Họ đã quyết định sẽ để anh ra đi với giá 300 triệu euro hoặc 150 triệu euro và Barcelona phải gán thêm hai ngôi sao nữa vào thỏa thuận để đổi lấy sự phục vụ của Neymar. Real không từ bỏ vụ Paul Pogba. Tờ AS khẳng định Real Madrid sẽ không bỏ cuộc trong thương vụ chiêu mộ Paul Pogba. Theo đó, đội chủ sân Santiago Bernabeu tự tin sẽ đánh bại Juventus và cố gắng đàm phán để đạt thỏa thuận với MU cho đến ngày 2 tháng 9. Cách đây ít ngày, tờ Marca tiết lộ Paul Pogba muốn gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Tuy nhiên MU vẫn khẳng định rằng tiền vệ người Pháp là không phải để bán. Hiện tại, Paul Pogba vẫn là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của huấn luyện viên Zinedine Zidane. Trong khi đó, chủ tịch Florentino Perez đã đạt thỏa thuận với Mino Raiola và tiền vệ người Pháp. Trong khi đó, tờ Daily Mail cho biết ban lãnh đạo MU sẵn sàng bán Paul Pogba nếu nhận được số tiền 165 triệu euro. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Zidane đã yêu cầu Paul Pogba gửi. Lampard đạt thỏa thuận dẫn dắt Chelsea. Theo tờ Miro, huấn luyện viên Frank Lampard đã đạt thỏa thuận để dẫn dắt Chelsea. Anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với The Blues, tương tự như những người tiền nhiệm Antonio Conte và Maurizio Sarri. Tại đây, cựu tiền vệ người Anh sẽ nhận mức lương 5 triệu bảng mỗi mùa. Đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải trả cho Derby County số tiền 4 triệu bảng để bồi thường hợp đồng còn thời hạn 2 năm của Lampard với đội bóng này. Ngoài ra, Lampard cũng sẽ đưa trợ lý Jordi Morris về Chelsea cùng mình trong mùa giải tới. Lampard là cựu cầu thủ của Chelsea. Anh từng gắn bó 13 năm với đội bóng thành London, ghi được 211 bàn thắng và là cây săn bàn số 1 trong lịch sử đội bóng. Rabiot nhận lương cao thứ hai ở Serie A. Tiền vệ Adrian Rabiot đã có mặt ở Turin để kiểm tra y tế. Anh dự kiến sẽ ký hợp đồng với Juventus trong vài giờ tới nếu không có vấn đề gì phát sinh. Truyền thông Italy tiết lộ hợp đồng của Rabiot với bà đầm già sẽ có thời hạn 4 năm. Tại đây, anh sẽ nhận mức đãi ngộ 9 triệu euro trên năm. Rabiot sẽ là ngôi sao nhận lương cao thứ hai tại Serie A, chỉ sau Cristiano Ronaldo, người đang nhận 31 triệu euro trên năm. Rabiot vừa mới hết hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain và sẽ gia nhập Juventus với giá miễn phí. Trước đó, anh đã được nhiều đội bóng lớn quan tâm, trong đó có cả MU. Arsenal mua cựu sao MU giá 40 triệu bảng. Theo tờ Sky Sports, Arsenal đang xúc tiến chiêu mộ tiền đạo Wilfried Zaha của Crystal Palace. Tuy nhiên, đội chủ sân Selhurst Park đang gây khó dễ cho pháo thủ. Cụ thể, vì vừa mất hậu vệ Wan-Bissaka vào tay MU, Palace không muốn để mất nốt Zaha nên đã hét giá ngôi sao này 80 triệu bảng. Arsenal đang cố đàm phán mức giá này xuống chỉ còn 40 triệu bảng. Truyền thông Anh cho biết Zaha cũng muốn chuyển tới Arsenal để có cơ hội thi đấu tại Cúp châu Âu Europa League. Việc Arsenal nhắm tới Zaha được cho là để tìm phương án dự phòng trong trường hợp Lacazette và Aubameyang ra đi. Bayern Munich mua Dembele. Truyền thông Đức cho biết Bayern Munich đang nhắm cầu thủ chạy cánh Ousmane Dembele như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở phiên chợ hè này. Nhà đương kim vô địch Bundesliga tin rằng nếu Barcelona mua được Neymar hoặc Antoine Griezmann, họ sẽ hạ giá bán Dembele. Gareth Bale chắc chắn ở lại Real. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN mới đây, người đại diện Jonathan Barnett của Gareth Bale đã khẳng định rằng cậu ấy không có ý định rời Real Madrid và đã sẵn sàng bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải vào tuần tới.
Gareth Bale còn hợp đồng tới năm 2022 và sẽ phù hợp với huấn luyện viên Zidane. Ra đi ư? Những tin đồn đó thật rác rưởi. Trước đó, Jonathan Barnett cũng nhấn mạnh rằng khả năng tôi giành chiến thắng ở Ascot trường đua ngựa ở Anh còn lớn hơn việc Gareth Bale ra đi theo hợp đồng cho mượn. Điều đó sẽ không xảy ra. Tôi không nghĩ cậu ấy muốn tới câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn. Gareth đang có cuộc sống tốt đẹp ở Tây Ban Nha. Có thể sẽ xuất hiện những biến cố nào đó nhưng cho mượn sẽ không nằm trong danh mục. Hiện tại, ban lãnh đạo Real Madrid đã chấp thuận yêu cầu bán Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng hè 2019 của huấn luyện viên Zinedine Zidane. Tuy nhiên, đội chủ sân Santiago Bernabeu vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho tiền đạo người xứ Wales. Đến với bóng đá Việt Nam, ấn định thời gian Công Phượng ký hợp đồng với đội bóng của Bỉ. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khẳng định hợp đồng của Công Phượng sang Bỉ thi đấu sẽ kéo dài một năm theo dạng cho mượn. Điểm đến của cầu thủ Nghệ An là câu lạc bộ Sinh Sui Đường ở giải bóng đá hàng đầu nước Bỉ. Lễ ký hợp đồng giữa các bên sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng mùng 5 tháng 7. Công Phượng sẽ chính thức là người của Sinh Sui Đường. Sinh Sui Đường là đội bóng mà cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Alfred Ritter từng khoác áo. Theo đó, ông Alfred Ritter chơi cho đội bóng của Bỉ trong giai đoạn 1972-05-1974, ghi 33 bàn sau 66 trận. Sinh Sui Đường kết thúc mùa giải 2018-05-2019 ở vị trí thứ 7 với 47 điểm. Theo định giá của Transfermarkt, giá trị đội hình của câu lạc bộ này là 27,5 triệu euro. Tân huấn luyện viên trưởng Thái Lan sớm ra mắt. Theo kế hoạch, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT sẽ tổ chức lễ ra mắt chính thức huấn luyện viên Nishino trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 7. Trước đó, vào tối ngày hôm qua, hai bên đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng để chốt hợp đồng. Huấn luyện viên Akira Nishino sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan và U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Nishino sẽ hưởng mức lương 55.000 đô la Mỹ trên tháng thay vì con số 80.000 đô la Mỹ trên tháng như mong muốn của nhà cầm quân này. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Akira Nishino trong thời gian tới là giúp Thái Lan đạt thành tích cao ở vòng loại World Cup 2022 và giúp đội U23 Thái Lan tiến xa ở giải U23 châu Á 2020. Trước khi đến Thái Lan, vị huấn luyện viên Nhật Bản đã gặt hái không ít thành công. Ở cấp câu lạc bộ, ông Akira Nishino từng giúp câu lạc bộ Gamba Osaka vô địch giải vô địch quốc gia Nhật Bản 2005 và lên ngôi ở AFC Champions League 2008. Trên cương vị đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân 64 tuổi từng giúp đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018. Biến thành thất vọng khi Thanh Hóa bất ngờ thanh lý hợp đồng. Trong buổi tập đầu tiên cùng Hà Nội FC, Tiến Thành chia sẻ, anh đã rất bất ngờ khi phải nhận quyết định thanh lý hợp đồng ở thời điểm thời hạn đăng ký cầu thủ sắp kết thúc. Tôi rất bất ngờ và thất vọng khi Thanh Hóa thanh lý hợp đồng với mình. Khi câu lạc bộ gặp khó khăn đầu mùa, tôi cùng các anh em cầu thủ và ban huấn luyện đã cùng nắm tay nhau để vượt qua tất cả. Nhưng mọi chuyện lại không như suy nghĩ của mình. Dù thế nào, tôi cũng chúc cho Thanh Hóa sẽ đi qua được khó khăn này và kết thúc mùa giải ở vị trí tốt. Tôi rất xúc động và biết ơn Hà Nội FC. Thời điểm tôi bị Thanh Hóa thanh lý hợp đồng cũng là lúc gần hết hạn đăng ký cầu thủ cho giai đoạn 2. Các đội đã đầy đủ quân số, chỉ có Hà Nội FC chấp nhận giúp đỡ tôi, Tiến Thành cho hay. MU được khuyên nên mua Kanté vì Pogba. Cựu thủ môn của MU, Mark Bosnick, đã khuyên đội bóng cũ nên mua N'Golo Kanté và Blaise Matuidi, những người đồng đội của Paul Pogba ở đội tuyển Pháp. Theo ông, đây là cách để giúp Pogba phát huy tất cả những phẩm chất của mình giống như anh từng làm được tại World Cup năm ngoái. Hoặc không, MU cũng nên chiêu mộ những tiền vệ có phẩm chất tương tự hai ngôi sao trên. Về Pogba, tôi có quan điểm rất rõ ràng. Tôi sẽ xây dựng đội hình xung quanh cậu ấy. Bosnick phát biểu, tôi nghĩ những gì MU cần làm là nhìn vào thời điểm Pogba thành công nhất tại Juventus và World Cup. Và lúc đó, những ai đã đá cặp với Pogba, tại World Cup, đó là N'Golo Kanté và Blaise Matuidi. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm cầu thủ, hãy tìm cách mang về hai người đó hoặc những cầu thủ có phẩm chất tương tự để giúp Pogba phát huy những điểm tốt nhất của mình, Bosnick khẳng định. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh một vô địch lượt đi giải vô địch quốc gia 2019, ngay mùng 1 tháng 7 tại sân 19/8 Nha Trang. Lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 đã diễn ra lượt trận cuối cùng, đánh bại Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận quyết định. Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã vô địch lượt đi. Việc đánh bại đối thủ trực tiếp trong cuộc đua ngôi đầu, Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã vô địch lượt đi với 16 điểm, nhiều hơn nhóm phía sau 3 điểm. Ở nhóm cuối,
cuộc đối đầu giữa TNG Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh 2 có ý nghĩa xác định vị trí thứ 5 khi hai đội cùng có 3 điểm sau 5 trận. Chung cuộc Thành phố Hồ Chí Minh 2 thất bại 1-2 trước TNG Thái Nguyên và chấp nhận vị trí áp chót 3 điểm. Đội xếp cuối bảng là câu lạc bộ bóng đá nữ Sơn La vẫn chưa có điểm nào.